Hôm nay chúng ta dạo qua về Profit Taker một tí. Kiểu nhiều bạn vẫn gặp rắc rối với con này. Tuy con Profit Taker này nó không đóng vai trò gì lớn trong cái game này lắm, nhưng nó sẽ giúp các bạn farm điểm. Kiểu tất nhiên farm điểm một cách khác thì vẫn được, nhưng farm điểm con này thì nó nhanh. Với cả con này nó sẽ có một số mock liên quan đến ách gan đi nhiều. Nhiều khi các bạn sẽ nhặt được mock liên quan đến ách gan, súng nhỏ ách gan đấy rất là tốt. Thì trước tiên điều kiện là cần phải kia gọi là điều kiện cần và đủ để đánh được nó là các bạn đầu tiên phải mắc rank 5 của Fortuner đã. Sau khi các bạn mắc rank 5 của Fortuner xong ấy thì các bạn sẽ mở cái gọi là sẽ mở quest ở cái phòng đằng sau này. Và vào đây các bạn sẽ làm nhiệm vụ ở cái bản này. Nó sẽ có hai con nhện, nhưng mà chúng ta sẽ nói lên con Profit Taker trước. Với con nhện Profit Taker nó sẽ 4 state, và sau khi các bạn sẽ phải farm state 1, state 2, state 3 nhiều ấy để nó kiếm cái nguyên liệu trong mấy cái state đấy. Nó có những cái system này. Repeller system này, Asmos system này, Gaiomark system này, tóm lại là các bạn sẽ phải đi những cái này để kiếm những cái system này, nhưng hoặc là mấy cái mock này thì hiểu không? Tóm lại là những cái này là các bạn tự đi thôi, còn tôi không nói vấn đề mấy cái mock ở trong đây. Tôi sẽ nói đến cái cuối cùng của nó thôi, là phết ra phết 4. Tóm lại là lúc cái trận mà đánh con nhện. Thì con nhện này nó quan trọng ở chỗ là sau khi các bạn đánh nó thì như đã nói đấy, các bạn sẽ có standing để up cho con Little Dick này, à nhập Little Duck. Thì ý là khi các bạn upstanding cho Little Dick này thì nó vẫn sẽ cho các bạn khá khá điểm, và các bạn từ đấy có thể dùng điểm để build những cái thứ các bạn cần, chẳng hạn như các bạn sẽ mua những cái này này, nhưng mua những cái này để build cái anti gravity theo kiểu tôi không nhớ tên nó là cái gì lắm, nhưng ý là các bạn sẽ cần những cái này để build cái đấy để lắp cho anh gan, thì anh gan được lắp cái đấy mới có thể dùng trong trận được, theo cái kiểu là súng gọi là build cái thiết bị chống trọng lực ấy để các bạn có thể xách được anh gan nặng nề ở dưới đất ấy kiểu thế. Ngoài ra các bạn sẽ lên rank nó thì các bạn sẽ để build các con Warframe thường này, Farm Master Rank, hoặc là các bạn có thể dùng để chế am. Thì hiện giờ am người ta hay sử dụng nhất ý, thì thường là x77. Tôi dùng một là 177, nhưng các bạn thì có thể sẽ dùng x77 tùy theo sở thích. Đấy. Thì cái 77 nó là hai cái bộ phận cuối này này. Đấy, rất quan trọng. Chưa kể nó có những cái arcane rất quan trọng, chẳng hạn như arcane lockdown, arcane repair, ngoài ra cũng vài arcane nữa nếu mà theo sở thích, như đa phần như thế. Tóm lại là cái này có thứ quan trọng nên các bạn cần phải kiếm điểm để lên rank nó và mua đồ từ nó. Thế bây giờ đi đến vấn đề chính. Đầu tiên là loadout. Trước tiên chúng ta sẽ kiểm tra loadout. Và để tôi giải thích. Loadout thì tôi khuyên dùng overall, à quên, lại nhịu. Loadout tôi xin dùng khuyên dùng Choma. Choma thì mấy bảng build thì tôi sẽ cho các bạn show cho các bạn cái bảng build về để đánh vào Profit Taker trước. Tại sao cái tên là Profit Taker nằm ở bên này, không có cái bảng này ở bên này. Tôi đặt tên nhầm rồi. Đậu xanh. Chấm một cái. Rồi, bảng này bảng Profit Taker đi. Đây. Profit Taker. Đây thì cái bảng này ấy, tôi sẽ nói bảng này của Choma trước. Bảng này nó thiên về duration với cả bao xiang. Thì với duration là Narrowmind, chúng ta sẽ sử dụng Narrowmind với cả Gloom. Nó sẽ khiến là chúng ta có khả năng theo cái kiểu duy trì được kỹ năng lâu, và với cả với Narrowmind nó trừ phạm vi đi ấy, thì cái kỹ năng này của chúng ta nó sẽ bé, mà khi kỹ năng này của chúng ta bé thì nó sẽ ít trừ energy, tại vì cái kỹ năng này nó chỉ trừ energy khi có kẻ địch đứng trong đấy thôi. Nó sẽ làm chậm một kẻ địch và nó sẽ trừ energy cho mỗi kẻ địch đứng trong đấy, thì với cái phạm vi bé chúng ta sẽ ít phải lo cái vụ là kẻ địch đi vào và ít phải lo vụ mất energy. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng móc Hunter Adrenaline này để mất máu được lại energy này. Dùng móc này hay không không quan trọng, nhưng mà tôi thích dùng. Còn lại thì adaptation là không thể thiếu, và các bạn sử dụng móc máu thường. Nếu mà không dùng Amora cho con này thì các bạn sẽ sử dụng móc máu thường vào ô này. Đây, móc máu thường vào ô này. Và cái ô này này, cái ô này thì các bạn có thể đút móc trang thường, vào, các bạn có thể thay móc thường nhá. Về aura thì mình khuyên các bạn nên sử dụng cái móc trừ armor, do không có cái nào hợp lý hơn nên các bạn nên sử dụng cái móc trừ armor để làm bớt armor con nhện đi, con nhện bự đi, con nhện profit ý. Cái này chống ngã thì nhiên rồi, không có thì dùng tạm. Nếu mà các bạn không có thì các bạn sử dụng những cái móc Exilus kiểu như là handspring ấy cũng rất là lợi. Đây này, chẳng hạn Handspring này rất là lợi, các bạn ngã cái gần như bật dậy luôn kiểu như thế. Hoặc là sử dụng xua phút thường, nhưng mà sẽ có tỷ lệ vẫn có tỷ lệ ngã tùy các bạn. Slot cuối này thì tôi khuyên là nên dùng chim lai chứ đừng có cố đút thêm bao trang vào nữa. Nếu mà giả sử các bạn có muốn đút thêm cái móc bao trang này vào này thì nó sẽ khiến cho các bạn là khá là thốn energy ấy, tôi nói thật. Thành ra là tôi nghĩ là các bạn không nên cố dồn trang vào đây, trừ khi là các bạn dùng gear.
Mà khi các bạn dùng gear là các bạn sẽ phải tắt chiêu 1, tại vì những khi nào các bạn đang bật những cái chiêu đốt energy trên dây ấy thì nó sẽ không hồi được energy đúng không? Thành ra nếu các bạn dùng gear là các bạn sẽ phải tắt chiêu 1. Đấy. Thành ra nếu mà thích nhé thì các bạn hoàn toàn có thể thay thêm bao trang vào ô chim lai này. Nhưng mà như đã nói đấy, cứ tự lo vụ vấn đề energy nhá. Về vấn đề Arcane thì mình khuyên thật sự là các bạn nên sử dụng Arcane Nullifier Fear, vì cái này nó sẽ giúp các bạn miễn nhiễm hiệu ứng magnetic và các bạn vẫn ăn đam nhá, nó không không miễn nhiễm đam, chỉ miễn nhiễm hiệu ứng magnetic thôi. Có nghĩa là khi con boss thi thoảng sẽ tỏa những cái sóng magnetic và nó có cái kỹ năng kiểu nó dập bụng nó xuống đất ý, nó dập bụng nó xuống đất để tỏa ra cái sóng magnetic ý, sẽ khiến cho mình bị nhiễu và mình bị mất energy. Thì với cái Arcane này chúng ta sẽ không lo bị nó hút cướp mất energy nữa và cũng không lo bị nó làm nhiễu nữa. Tiếp đến thì là Arcane Guardian để tăng độ trâu. Đấy. Đây thì loadout ảo như thế. Về về súng ấy thì tôi không khuyên dùng bất cứ vũ khí nào cả, tại vì con này nó không quá là thiên về một kiểu, nó không quá là các bạn phải bắt buộc phải dùng một loại vũ khí mới có thể đánh được nó. Giống như kiểu Elodon thì nhiều khi các bạn sẽ phải dùng những vũ khí rất là đam rất to, hoặc là kiểu sniper các kiểu, nhưng mà riêng con này không cần vũ khí nào cả. Nhưng mà tôi khuyên các bạn nên dùng Gunblade, tại vì các bạn sẽ phải đánh con này như sau. Con Profit Taker này là nó sẽ đổi lớp shield của nó dựa theo các element mình đánh, thành ra là các bạn sẽ phải mang rất nhiều element và có đều có khả năng đánh vào con nhện. Thì các bạn mang Gunblade ấy, Gunblade là những cái dòng vũ khí dạng như là bắn xa ấy, chẳng hạn như là Chofa này, à Chofa bắn ngắn, tôi xin lỗi, nhưng vũ khí bắn xa chẳng hạn như là Redemer này, Vastilock này, hay là cái vũ khí gì mới đấy của con Shinchi ấy, tôi quên mẹ mất tên rồi. Gunblade nào. Đây, như chẳng hạn như là Spara này cũng được này, hoặc là đây, Corufel, tóm lại những cái vũ khí dạng Gunblade, những dòng nó kiểu có thể bắn xa được ấy. Thì chúng ta sẽ móc element những cái vũ khí này làm sao càng nhiều element càng tốt. Ví dụ như là ở khẩu Batacor này, tôi móc được nó thằng đam gas với đam điện. Khẩu này thì có sẵn đam văn chờ rồi và có sẵn đam magnetic rồi, nhà tôi đỡ đỡ phải móc hai cái chất đấy. Khoảng Nuko này, Nuko tôi chọn là Nuko lửa. Thành ra nó có sẵn radiation với lửa rồi, tôi móc thành vai rùa. Còn như thằng này ấy, cơ chế bắn của Redeemer nó có là sẵn đam bờ đam gọi là đam blast, thì tôi móc nó thành corrosive. Đấy, có nghĩa là các bạn cứ móc làm sao cho ba cái weapon của bạn nó chứa càng nhiều các loại chất càng tốt. Đấy, ok. Thì cho những cái súng nào ấy, những cái vũ khí nào mà nó có tích hợp sẵn các element thì thường thường sẽ giá trị cao hơn. Ví dụ như là Batacor nó có sẵn puncher và magnetic này, có nghĩa là nó có sẵn các thành phần theo kiểu hợp chất sẵn ấy. Đó. Thành ra cái khẩu nào mà có sẵn thành phần hợp chất sẵn cũng được, chẳng hạn như là Blastmob có sẵn radiation này. Đấy, tóm lại cứ các cái vũ khí nào có sẵn thành phần hợp chất trước rồi xong các bạn cứ móc làm sao cho nó ra được nhiều chất là được. Hiểu không? Như hoặc là như ga gaze này cũng có sẵn radiation này, xong thì đây từ. Đấy, gaze em có sẵn radiation này, kiểu ý là kiểu những cái súng nào cứ có sẵn các hợp chất nhá. Ừ. Hoặc là xi nếp này, xi nếp thì cũng có sẵn hợp chất là corrosive này. Đấy, thì khi có sẵn corrosive này thì các bạn có thể đút những cái chất khác chẳng hạn như là đút vai rùa rồi radiation hoặc là magnetic rồi cái gì gas thì đấy, tóm lại là cứ làm sao móc nhiều hợp chất càng nhiều càng tốt. Thì đây hiện giờ trong trường hợp này tôi đang dùng Batacor đi. Để đổi lại về cái loại ảo tôi dùng đã. Rồi, ok. Sentinel thì Sentinel với cả mèo miếc các thứ bạn thích mang cái nào mang không quan trọng nhé, ok. Đấy, về Ashgun ấy thì tôi khuyên đánh con này là cần có Ashgun, thì tôi khuyên là các bạn nên sử dụng các Ashgun nào mà có thể bắn được con nhện mà tiết kiệm đạn. Tại sao? Cái Ashgun này khi dùng trong trận ấy là các bạn cất nó đi, các bạn sẽ mất thời gian hồi, và nó hồi nhanh hay chậm ấy thì nó sẽ phụ thuộc vào cái số lượng đạn bạn đốt. Thành ra khi các bạn mang những cái súng mà có thể hiểu nôm na là có thể bắn cho con nhện trong vòng 1 2 shot là nằm ấy thì nó sẽ ít tốn đạn, và khi các bạn cất đi nó hồi rất là nhanh, các bạn hiểu không? Và thực ra chúng ta có thể hồi ngay lập tức bằng cách là chúng ta đi nhặt hộp đạn của các loại súng ếch gan, chẳng hạn như chúng ta giết mấy con quái cầm ếch gan ấy thì giết vào nó xong bọn nó sẽ ỉa ra mấy cái hộp đạn ếch gan, thì chúng ta có thể hồi ngay lập tức. Nhưng mà chúng như đã nói đấy, cho đỡ mất thời gian là phải đi tìm mấy con đấy để giết, thì chúng ta cứ cầm những cái vũ khí nào có thể bắn vài shot nó con kia nằm thì chúng ta cất đi cho nó hồi cho nhanh, đỡ phải đi nhặt hộp đạn kiểu vậy, thì hiểu không? Thế thì ếch gan thì tôi khuyên là các bạn nên sử dụng kiểu con Vat, Pride, nói chung là một thứ farm được, một thứ có thể dễ dàng farm được. Đấy, nó không quá là yêu cầu cầu kỳ như các vũ khí khác. Các vũ khí khác vẫn có thể đánh được nhá, nhưng sẽ có những cái nhanh cái chậm. Nhưng mà ý là để dễ farm cả easy play thì các bạn cứ có thể dùng con Vat Pride đi, vì vẫn farm được nó một cách dễ dàng. Thì về bảng móc của nó ấy, thì con này tôi khuyên các bạn nên móc một bảng móc đam, móc multi shot, móc crit chain, móc crit đam rất cơ bản, móc bốn chỉ số cơ bản.
Sau đó các bạn sử dụng cái crypto focus này là khi các bạn ngắm ấy, nó sẽ tăng crit chain và tăng crit dam lên, đúng không? Tại vì bet bet crit chain bet crit dam con này nó lớn hơn các con khác, thành ra là cái vụ mà tăng thêm crit chain tăng thêm crit dam khi ngắm này sẽ tăng nhiều dam hơn. Đấy, sau đó thì các bạn đút cho mình ba móc ở đây. Thiên về build về radiation. Đây, móc lửa 120, móc điện 120, sau đó tôi sẽ đút thêm cái điện 60 vào nữa để cho radiation nó cao hẳn lên. Thì để tôi giải thích cái con boss này này, đa phần con boss này là Ferris Armor. Thì radiation ấy, chất radiation nó sẽ bỏ qua 75% giáp. À quên, con này là Alloy Armor chứ. Nhầm. Kiểu con boss này nó là Alloy Armor, thành ra khi các bạn bắn radiation ấy, nó sẽ bỏ qua 75% giáp Alloy và nó sẽ tăng thêm 75% đam. Nó là hai hiệu, nó giống hệ corrosive phải không? Chẳng hạn như cái chất corrosive là tăng là bỏ qua 75% giáp của ferrite armor và tăng thêm 75% đam, thì thằng radiation này thì đấy, bỏ qua 75% giáp của alloy armor và tăng 75% đam cho alloy. Thì với cái kiểu mà lại đứng hình đấy, đứng trong mấy cái làng này thi thoảng lại bị đứng hình một cái, thì ý là build radiation như thế thì chúng ta sẽ giữ được đam to hơn, tại vì như đã nói ấy, nó bỏ qua tận 75% giáp của kẻ địch mà, 75% armor của kẻ địch mà, thì nó sẽ đam nó sẽ giữ được tốt hơn, với cả nó cũng sẽ tăng đam lên, thành ra chúng ta dễ dàng thịt được nó hơn là các bạn build corrosive hay các thứ khác. Tại vậy vì con boss này nó cũng tính giống như kiểu con Elodon ấy, là nó miễn nhiễm các loại status, thành ra các bạn không thể lột giáp của nó, không thể làm gì nó cả, đơn giản các bạn chỉ có thể bắn chết nó thôi. Thành ra hãy build radiation cho cây này. Ok, rồi về focus thì dùng focus gì cũng được, không quan trọng nhá. Đấy, nói chung là xong cái phần chuẩn bị rồi, khá là phức tạp. Thực ra thì để có thể tóm tắt lại thì các bạn hãy chuẩn bị một con Choma, chuẩn bị set súng cho nó tùy theo sở thích, chuẩn bị một khẩu Exavgan Kovat hoặc là súng nào sau đó theo sở thích, thế thôi nhá. Đây thì bây giờ chúng ta hãy thử đi. Nếu mà các bạn kiểu mới chơi và chưa có đủ lực để đi một mình ấy, thì các bạn nên đi hai người, một người mang overall build theo đường support để theo kiểu giải cái chiêu số 2 của overall là cái chiêu cỏ ấy, thì cái chiêu cỏ của overall đấy ai đứng trên cỏ sẽ miễn nhiễm hiệu ứng độc hại, vì các bạn sẽ không lo vụ magnetic, đúng không, không lo cái vụ magnetic của địch. Và một người khác thì là Choma đấy, có nghĩa là một Choma một overall đi với nhau thì rất là dễ giải quyết. Còn trong trường hợp nào nếu các bạn có cái Arcane Nullifier như của tôi kia thì các bạn sẽ không cần overall nữa. Đây, vào đây đốt hai cái hệ energy đi cho nó dễ chịu. Nó cũng chưa hiện ra ngay đâu, nên các bạn có thoải mái đớp được hai nháy hay nó gì nó hiện. Đấy. Các bạn xuống đất một phát, các bạn phải bật chiêu 3 của Choma ngay để nó tăng thủ với cả tăng đam, không thì con Choma nhiều khi cũng sẽ bị nó sốc đấy. Đấy, ta bật luôn. Đây, chẳng hạn như chất vai rùa này, tôi đang build nu co vai rùa đây. Và nhớ các bạn bật gloom lên để hút máu. Đấy. Cái gì và nó đổ sang lửa đúng không? Dù có vẫn có lửa. Đây đây là lý do tại sao tôi bảo các bạn là nên các cầm các loại súng kiểu đa element để làm như thế đấy. Kệ bọn lính xung quanh. Nếu mà các bạn yếu thì các bạn phải giết bớt nó, nhưng như tôi là tôi kệ mẹ bọn xung quanh luôn. Gát này, gát hình như Batacor. Đây bắn chờ Batacor cũng ít bắn chờ nhưng mà không nhiều lắm. Các bạn để ý mấy con hủy kỹ năng nhé. Nếu mà nhớ mày có mấy con hủy kỹ năng xuất hiện thì tôi khuyên các bạn vẫn cứ giết nó. Nhớ duy trì chiêu 3 của Choma nhé, đừng để hết chiêu 3. Tô xin ấy, ví dụ tôi không có tô xin thì các bạn chỉ cần lấy Operator bắn nhẹ vào người nó một cái thì nó sẽ đổi chất. Còn trong trường hợp các bạn bắn mà không thấy nó đổi ấy, thì các bạn phải chờ một lúc. Đây chẳng hạn như sau tôi vừa bắn xong ấy, tôi phải chờ một lúc để bắn lại này. Đấy, đổi điện này, Batacor có điện này. Đấy. Nói chung chất nào các bạn không có ấy thì các bạn chờ một lúc bắn Operator cho nó đổi đi. Đây. Và sau khi nó vỡ siêu xong ấy, thì các bạn sẽ phải lấy S-Gun lần đầu tiên ra. Bắn vào cái khớp chân này của nó này. Đấy, một shot. Hai shot. Ba shot. Bốn shot. Sau khi bắn bốn shot xong nó sẽ nằm xuống. Và các bạn chỉ cần bắn vào người bụng thôi. Đấy, tóm lại là sau khi các bạn bắn được như thế xong, bắt đầu nó sẽ phóng những cái cọc thu lôi này ra. Những cọc này các bạn hiểu nôm na là nó bắn để tạo siêu con boss, và các bạn sẽ không thể làm gì nó cả, hay các bạn sẽ phải bay đi phá nó. Các bạn có thể ngồi trên X-Wing bay đi cho nhanh. Cái này các bạn không thể phá từ xa vì nó có cái lớp vòng bảo vệ của các cái cọc này, nên các bạn phải bắt buộc phải chui vào trong cọc để phá. Đấy, sau khi phá hết xong thì các bạn đấy, phá hết xong lại quay lại đây và nhớ lại bật chiêu 3 ngay, không là các bạn sẽ dẹp. Đấy,
Thì lúc này chúng ta sẽ rút Aegon một lần nữa ra. Các bạn có thể cài hotkey cho ghi ấy để rút Aegon bằng nút cho nhanh, như tôi chưa cài cái đấy. Nhiều khi cái hitbox nó hơi ngu, cũng như cái vị trí để bắn nó hơi ngu nhé. Chúng ta bắn mấy lần để bắn vào bụng con nhện. Đấy, thế chúng ta lặp được một lần rồi nhá. Tiếp tục chúng ta cất nó đi. Như đã thấy là chúng ta bắn chỉ cần vài viên hết đạn thôi, nghĩa là chúng ta cất nó đi. Nên chúng ta có thể hoàn toàn hồi nhanh, tôi hiểu, Aegon hồi nhanh. Và như đã nói đấy, các bạn nhớ phải để ý cái các cái chiêu của mình ấy để bắn nó hút máu. Như vừa rồi nó tắt gloom của tôi đi, tôi bật lại gloom lên. Impact à, mà những impact tôi không có cái nào thì tôi sẽ đổi. Slash cũng không có cái nào sao ấy, chờ tí tôi sẽ đổi, nhưng mà phải sau một lúc mới cho đổi tiếp, các bạn phải chờ. Đây, đổi tiếp này. Đây, nhớ duy trì chiêu 3 của Chuma nhá. Corrosive thì tôi cũng có trên Raidemer này. Bắn nó cái đấy, Aegon Blade đấy, dùng Aegon Blade nó sẽ tiện trong cái trường hợp này. Có nghĩa là các bạn sẽ thay thế như một khẩu súng khác được. Đây đây thì mình lại có Nuko. Như nó nói đấy, các bạn có thể thấy là phong cách của tôi là kệ mẹ bọn quái luôn. Nó bắn tôi càng nhiều càng tốt để tôi lấy được energy. Đây, bắt đầu lấy gần lần ấy gan thứ 3 ra. 1 nhát, 2 nhát, 3 nhát, 4 nhát và nó ngã xuống. Bắn phát bụng nó, đấy, xong. Và tiếp, bây giờ nó lại chơi trò phóng phục lôi đấy. Cái cột thu lôi này thì các bạn cứ né ra đi, nó phải rơi xuống đất các bạn mới phá được, thành ra không có gì phải ở gần con boss cả. Các bạn nào mà có thể operator các bạn phải dùng operator dash, nhưng mà tôi thấy dùng X-Wing bay đi sẽ nhanh hơn là dùng operator dash. Và nếu mà trong trận đi hai người ấy, thì phân công mỗi người phá một góc nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Con này nó có cái sky, có cái câu sky ice ship ấy, nghe như là sky light ship. Đấy, cái chiêu vừa rồi nó dập đất ấy, nó tỏa ra magnetic ấy, nhưng tôi nhiều cái Akin Nuclear nên tôi chả bị ảnh hưởng gì cả. Cái này nó chưa đổi ngay các bạn thấy không, các bạn vẫn phải chờ một lúc thì các bạn có thể dùng operator đổi được. Để toàn tăng chất mình đéo có. Đây, điện đây rồi. Impact à, impact đéo có cái nào vừa. Đây, Slash, ui giời, cũng đéo có nốt. Đây, Corrosive đây. À, Raidemer chứ nhập. Đấy, bắn nó cái. Đấy. Bắn nào, đổi nào. Rồi, nó hết xìu đấy. Đây là cái chân bạch hiện bạch máu vàng này, các bạn rút Aegon ra lần thứ tư. Đây là Aegon lần thứ tư nhá. Và ở giai đoạn cuối này thì các bạn phải đánh nó nhanh, không nó hết cái thời gian đếm ngược bên trái kia là con boss sẽ cho nó sẽ con boss sẽ chiến thắng. Đây, nó ngã xuống lại bắn một phát vào người nó. Đấy. Tóm lại là lại bắn 4 chân và bắn vào người nó lần này thì nó sẽ chết hẳn. Đấy, thế sau 4 lần nó chết thì các bạn sẽ mang Choma ra đít của nó. Các bạn sẽ mang Choma ra đít của nó. Cái đến trước khi cái lần cuối cùng nó gồng lên để chết ấy thì các bạn thả Choma ra để nhân đôi tiền từ người nó. Đây nhá, từ từ này, nó chưa đứng lên lần cuối đâu. Đây này, đứng lên. Ơ, quả đấy tôi thả hụt à? Mải nói quá, tôi thả hụt mẹ rồi. Đấy, tôi thả hụt rồi, nghe được có 125.000 thôi, nếu không các bạn sẽ được thành 250.000 tiền cơ, nếu mà không có bot. Kiểu, mải nói quá, nghe đéo phân biệt được. Nhưng mà nói chung là đoạn này nhá, đoạn này sau khi nó chết xong ấy, nó sẽ bò lùng ngủ một lúc. Và nó sẽ gồng cao lên một nó sẽ gồng lên cao và nó ngã hẳn xuống. Thì cái lúc mà nó gồng lên cao đấy, các bạn phải đứng giữa lỗ đít này của nó này. Đứng hẳn vào trong lỗ đít này của nó này, các bạn thả skin 4 ra. Và khi sau khi ngã xuống xong, nó sẽ nhân đôi tiền. Mẹ, lỗi kỹ thuật mất đoạn đấy. Nếu mà các bạn có bot EXP nữa thì sẽ nhiều, à quên, bot credit thì sẽ nhiều hơn. Các bạn sẽ được tận bao nhiêu nhỉ? Các bạn sẽ được tận 500.000 credit trong một run như thế. Mà một run thế các bạn sẽ thấy rất là nhanh. Như tôi đi vừa giải thích cho các bạn đây, nó cũng mất tầm khoảng 6 phút hơn thôi. Làm như vậy thì các bạn đấy, trung bình khoảng tầm 5 phút, 6 phút thì các bạn sẽ được 500.000 credit. Nói chung là nếu mà ai farm credit cách này cũng là một cách rất là nhanh đấy. Nhưng vấn đề là các bạn sẽ phải đầu tư đồ cho đạc rồi đầu tư Choma rồi hoặc đi với team. Như hôm nay có lúc tôi đi với cả một người khác nữa thì hai người đánh con này chỉ mất khoảng tầm 4 phút thôi. Nói chung là rất là nhanh. 4 phút, 5 phút thôi, rất là nhanh. Thế nhá. Ok.
sau khi con boss này chết xong ấy thì nó sẽ có cái vệ tinh chiếu energy vào nó và nó sẽ phát nổ, thì các bạn có thể tránh xa nó ra hoặc là không cần phải chờ đâu. Đây tôi đứng trong trận để làm nhảm cho các bạn nghe thôi, chứ lúc mà con boss các bạn nhặt nhặt xong cái đống phần thưởng ở đít nó xong ấy thì các bạn chỉ thẳng việc đi thẳng về cổng làng thôi nhé, chứ đéo phải chờ đợi gì đâu, không phải chờ nó chết, không phải chờ làm gì đâu. Đấy thì các bạn thấy các bạn sẽ có cái cục Cryptomatoroid này đổi được rất nhiều điểm. Đây, sau đó thì nó sẽ cho các bạn thêm các cái Zepon nữa để các bạn làm các trò nhảm nhí. Đấy, thì đa phần con này sẽ đến từ cái Cryptomatoroid này thôi. Với cả dùng để farm credit thôi. Nhá. Như vừa rồi tôi nói thẳng ở đấy, vừa rồi tôi đã bị fail cái vụ thả đấy, mải nói quá. Cái lẽ ra cái lúc mà nó gồng gồng cao nhất đấy là tôi phải thả, tôi bị tắt mẹ đi. Lỗi kỹ thuật đoạn đấy. Nhá, bye bye.